Ăn đồ xào cuốn tôm mà thấy không? Đồ ngon không? Ba cái dĩa cá luôn này thấy không? Tần ấm quá hả? Ở ngoài nóng á. Ấm mùa hè tới thì ăn ăn mừng. Ăn mừng chuẩn bị cắt cỏ. Ui cha, thấy dĩa đẹp không? Tôm mà tính gà thì ba chỉ à. Đó. Nước bấm à. Còn cái kêu bún. Bún mà cái đây đỡ lát không bật cái đây ăn xào lăn ăn. Ăn nó thịt bò. Nước sốt để chấm bên chấm gì không? Dạ, nước sốt Gói hả? cuốn tương Ngon không? Ngon quá trời ha. Đã chưa? Tôm mình ngọt lắm mà. Lát nữa mình lột cái thêm. Còn đây gỏi ăn thử miếng nha. Nhiều không? Đã chưa? Ngon không? Tưởng cái miếng tôm vẫn ngon mà. Mở cái thịt bò ra. Cái bụng ăn ngon. Hỏi chưa? Không tan hả? Lấy nước à, lát cái thuốc ra chúng mình ta ăn hả? Ngon quá. Ngon quá. Miếng chả hả? Đã. Ui chà. Cá ngon á, tới đây ăn chưa? Ngon quá. Cái làm bia lắc lắc kìa. Ôi, bác gì đi? Dạ. Ai da. Cut, cut. Ngon á. Bò ngon không? Bò mé. Mé mé. Đang xèo á. Cái lò này, cái lò. Lò này. Ngon không? Mấy tốt à. Đã lắm, ăn cái này ăn hoài không ngớt á. Xào ra nó chín á. Ngon không? Đó, lát cho mình bỏ cái miệng kia. Ngon không? Em đứng cái băng kia đây. Làm gì? Ăn ngoài cuốn thôi, đứng băng này nè. Không thấy em đâu. Nếu bà cuốn thêm mấy cái hả? Sao yếu cái tim á? Hả? Ali cho em trải cái gì vậy giờ mà.
Hai đứa có đứa nào biết cuốn chưa? Bê. Nói là cuốn được cái gì em luôn mà. Hai đứa đã cuốn cuốn đây ba. Cuốn sốt cho mở năm mét rồi hả? Tao chén sốt lại anh em luôn à. Ba, thấy giỏi không? Bỏ đây nó đựng.